Xin chào tất cả các bạn, ta đã quay trở lại rồi đây. Có thể các bạn không biết thì dạo gần đây 6 slot ban bích trong chế độ đấu hạ đã có rất nhiều sự thay đổi. Mà sự thay đổi tôi chú ý nhất đó chính là anh bạn ngựa què Volcat đã quay trở lại. Một khi gặp phải thằng Liêu thì điều gì cũng có thể xảy ra. Một những tình huống múa phải nói là cực cắt. My life be like. What the hell? Mẹ đâu rồi? Throw a flashbang. What the dog doing? You better. You have to see. Go, 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 go. What the fuck? Ôi bạn ơi! Ở my way, son! Ủa gì vậy? Don't stop! Ui, đáng yêu vậy trời! Vô biên mu hèn kế bẩn, ăn mặn đái khai, học lớp 2, khai lớp 9. Damn, boy! Get the fuck out of here! The fuck happened to you? Trước khi kết thúc video, thì tôi có một thông báo với các bạn rằng chỉ có một chút nữa thôi là tôi có thể đạt được ước mơ của mình, đón 200 ca sub. Vậy thì các bạn xem video lâu như thế hay, để cho ca xin một like và một đăng ký. Và cũng đừng quên ghé qua shop ạc mà cắt để dưới phần bình luận nhé. Và bây giờ thì Bon Slut. Không có điều kiện mua con phải đờ, cũng chẳng có tiền mua con quyển nơ. Cầm chiếc xì rút đôi chai 65 bỏ đi nóng bỏng kèm thêm bánh cầm. Ra đường đá số vô bàn băng gà, mấy cô em gái như chùa mana. Không thích thể hiện như một nửa chùa, chắc cần phải chơi là phải chất không bị nữa. Chân dài quyến rũ bờ mông, chơi hết số mà em bước vào trong. Đêm nay tao quẩy được không, đánh DJ em lỗ hết cái đường cong. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến lòng không muốn về. Bến Ninh Kiều bay lóc bên bờ sông, vài ly rượu đế cùng say ố về. Chơi hết đêm nay vui cùng đấy xin bồi, em cứ tung bay anh đừng fucking đòi. Đêm nay banh xác crazy đấy là khi mới có vài chai anh chẳng thấy buồn đi. Chơi hết đêm nay vui cùng đấy xin bồi, em cứ tung bay anh đừng fucking đòi. Đêm nay banh xác crazy đấy là khi mới có vài chai anh chẳng thấy buồn đi. Chơi 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 đêm này, chơi 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 đêm này. Ta
này baby ghép với money để em sẽ đu bài. Chơi chơi chơi